Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Nội dung clip ngày hôm nay là Jun sẽ làm về cái thông số thuộc tính hộ chủ của một đồng hành môn khách Tần Thủy Hoàng. Thì ở clip trước á, là Jun có làm một cái phật phẩm mới thì nó xuất hiện ở trong clip trước rồi, thì clip này mình chỉ nhắc lại thôi. Thì cái phật phẩm này nó có tên nó là Tần Thủy Hoàng phong ấn chi kiếm. Đó, thì cái này lát mình nhắc lại sau. Thì cái này nó sẽ có thông qua cái hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế, tức là cái hoạt động ở 20 giờ tối, tức là 22 giờ cố định hàng tuần, tối thứ năm hàng tuần. Thì cái hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế mình nó sẽ rớt hên xui, nó sẽ rớt cái vật phẩm này trong cái kênh đấu giá, kênh ban hội của anh em. Thì bây giờ á, là cái câu hỏi đặt ra đó là cái này sẽ đấu bằng vàng hay là đấu bằng ngân sức. Hiện tại á thì một trên server, tại vì mới có hai người thì có, tại vì nó cái này nó rớt giống như là đồng hành với là vũ khí bổn mạng độc của đồng hành Tần Thủy Hoàng vậy đó. Nó rớt theo kiểu mới rồi giới hạn, cho nên là chỉ có ban top 1, top 2 có thôi. Còn cái một cái nhân vật như tôi hiện tại thì vô top 1, top 2 là không ai duyệt cho vô ha, cho nên là anh em thông cảm. Chừng nào mình có thông tin chính xác là nó cần vàng hay ngân sức thì mình sẽ báo cho anh em sau. À, tới đây anh em sẽ nói là mấy ông có anh kia ảnh comment ở clip trước, ảnh nói là ông chỉ nói là có được thông qua cái hoạt động này, bây giờ kết thúc con boss nào thì nó mới rớt được cái vật phẩm này ra. Rồi ok, thì bây giờ tôi sẽ nói sâu vô coi. Thì bây giờ nếu mà bạn kết thúc quyền thiên võ cơ, nói cách khác là cái con NPC này, thì mình chỉ được cái lệnh bài hoàng đế lệnh, đồ phủ nón, đồ phủ hoàng kim nón và đồ phủ ngọc bội nón. Đá hồn quyền thiên võ cơ, cái này là ai cũng biết hết trơn rồi. Và thủy bích với lại đồ phủ bạch kim, dây chuyền đồ phủ bạch kim, dây chuyền với lại tùy hầu châu. Khi mà bạn kết thúc bạch khởi thì nó cũng tương tự vậy luôn, cũng rớt đồ phủ nón, đồ phủ ngọc bội mà hoàng kim. Rớt đá hồn bạch khởi luôn, thì này là NPC bạch khởi ha. Rồi rớt quà thủy bích, đồ phổ bạch kim, dây chuyền với lại tùy hầu châu, nói chung đó là ba con này, ba NPC. Khi mà bạn kết thúc những con boss nhỏ á, thì vật phẩm như nhau. Hoàng đế lệnh, đồ phổ nón hoàng kim và đồ phổ ngọc bội hoàng kim là như nhau, và thủy bích cũng như nhau luôn. Đồ phổ dây chuyền bạch kim với lại tùy hầu châu là như nhau hết, nó chỉ khác nhau ở chỗ, nó chỉ khác nhau ba viên đá hồn này trùng với cái boss mình kết thúc thôi. Thì suy ra là cái đồng hành Tần Thủy Hoàng mình có thông qua mình kết thúc boss Tần Thủy Hoàng ha, thì vũ khí bổn mạng cũng thông qua việc kết thúc boss Tần Thủy Hoàng luôn. Rồi rồi thì những cái đồ phổ còn lại, đồ phổ ký, đồ phổ vũ khí nè, đồ phổ áo nè, với lại cái Tần Thủy Hoàng phong ấn chi linh này, thì mình kết thúc boss Tần Thủy Hoàng mình mới có tỷ lệ mình nhận được cái đồ phổ này ha. Rồi cái đó là cái câu hỏi mà của anh, mình trả lời cái câu hỏi của clip trước anh kia anh hỏi ha. Rồi điều kiện thì mình sẽ nhắc lại luôn, điều kiện đó là bạn phải có bốn đồng hành bổn mạng, thái độc bốn đồng hành môn khách, nhầm, bốn đồng hành môn khách thì độc cô kiếm, năm cung phi và kinh kha với lại ngu cơ, thì tất cả bốn đồng hành này đều phải một 1.5 sao trở lên. 1.5 sao ở đây tức là một sao đầy và một sao rỗng. Sao đầy sao rỗng tức là nó giống cái trạng thái này đây. Đồng hành môn khách của đâu rồi? Nó thì nó giống như cái con Tần Lượng Ngọc của mình đây, thì một sao đầy một sao rỗng tức là 1.5 sao, là cái trạng thái sao nó giống như y như trong hình này, là trạng thái 1.5 sao ha. Với lại bốn đồng hành môn khách là nãy mình nêu với ông độc cô kiếm, năm cung phi, kinh kha với lại ngu cơ, tất cả bốn đồng hành môn khách nó phải từ 1.5 sao trở lên. Với lại bốn đồng hành môn khách nãy mình nêu trên nó không ở trong trạng thái ở trong gia viên. Trong trạng thái gia viên tức là khi mà anh em mở cái bảng đồng hành ra thì nó bốn cái đồng hành môn khách nó không có bốn cái chữ, nó không có nằm trong gia viên là ok, là mình kích hoạt được hết. Thì khi mà kích hoạt thì phải kích hoạt trong gia viên. Đó, cái dòng này nó sẽ khi mà kích hoạt trong gia viên, và khi anh em kích hoạt á thì mình sẽ tốn đi cái lượng thân mật với đồng hành, tức là mình bị giảm bốn đồng hành này bị đều giảm xuống 1.5 sao hết. Tức là khi mà anh em có 3 sao thì nó còn tụt xuống 1.5, mà nếu mà mình được 1.5 thì nó tụt xuống bằng không, mà nếu mà được được 2 thì nó rớt xuống nửa sao, nó cứ vậy đó ha. Thì mình sẽ bị mất cái sao thôi, mình chỉ bị mất cái 1.5 sao này thôi, chứ mình không bị mất cái đồng hành tức là độc cổ kiếm, năm cung phi dân, kinh kha với lại ngu cơ vẫn có thể kết hợp với những cái đồng hành còn lại trong cái tổ đội, trong cái thuộc tính tổ hợp của nó ha. Rồi bây giờ mình mới phân vô vô coi vô mình bắt đầu mình soi top lực chiến rồi coi thuộc tính hậu chủ của đồng hành. Mấy phút rồi, 4 phút, clip này chắc ngắn thôi chứ không nói nhiều đâu, tại vì mình cũng không có gì, không có thông tin gì nhiều mấy. Thì bây giờ
cái ông top 4, ông này tên là Thịt nhiều 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 nhiều, chắc là ổng thịt người ta nhiều 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 quá cho ổng ghi vậy đó, chứ tên của ổng ngộ quá, thôi kệ đi, không quan tâm. Thì ông này cũng lên hai cái đậu phụ bạch kim hết rồi, nói chung là 10 món hoàng kim rồi, cường quá cũng 120 130 rồi. Không, nãy giờ mình coi cái đó, nãy giờ Jun coi cái này là để coi cái mình đó cái khả năng mua bằng vàng hay mua bằng ngân sức á mà. Thì chắc mua bằng vàng quá, tại vì khi mà vừa ra một cái là ổng mua được liền là chắc mua bằng vàng, và cũng có thể là nạp thẻ, đúng không? Đúng không? Chứ đừng có chỉ nhà giàu cách dùng tiền. Nói chung là ổng nạp một đóng đập một phát 2 tỷ cũng được nữa. Ok thôi kệ, kệ đi, nói chung nó là tạm thời là vẫn là cái cao trong bí bí mật đi, chưa biết, chứ mình không dám nói bậy những cái mình chưa biết. Rồi Chí Tôn Tù Thiên Thủ, ủa cái này, rồi cái chiêu hộ chủ của Tùng Thành Tần Thủy Hoàng đó, giờ Chí Tôn Tù Thiên Thủ ha, hiện tại ở cái đồng hành này là chỉ cấp 28 trên 29, nhưng mà mình có thể coi được cái cấp kế tiếp, cho nên nó là clip này là Jun coi cho anh, mấy bạn là mình coi được cái cấp tối đa cho cái đồng hành Tần Thủy Hoàng, cái chiêu hộ chủ nó là cấp tối đa luôn, tức là maximum sau này không còn tăng được nữa. Thì để tăng được cái cấp tối đa 29 trên 29 đó, là đồng hành của bạn phải đạt cái lực chiến là 187,5k. Đó là tôi cho anh em biết là cái lực chiến đồng hành của anh em tối thiểu đạt được cấp 29 trên 29 là mình cần nhiêu đại điểm lực chiến của đồng hành nha. Rồi ha, ok. Thì khi mà mình để kích hoạt được cái thuộc tính hộ chủ của môn khách Tần Hỷ Quang, tức là bạn vừa phải trang bị ví dụ hồi nãy thì bạn phải triệu tập bằng cái Tần Hỷ Quang phong ấn kiếm, đúng không? Phong ấn chi kiếm, đúng không? Là bạn triệu tập được cái đồng hành 3S Tần Hỷ Quang, môn khách đồng hành 3S môn khách Tần Hỷ Quang. Với lại bạn phải có gắn trên người nữa thì bạn mới kích được cái thuộc tính hộ chủ môn khách này, còn không thì nó chỉ gọi là những cái dòng ở trên thôi. Tức là mình sẽ coi cái anh top 1 là anh chưa có kích hoạt cho anh em coi. Đó, anh cũng có đồng hành Tần Thủy Quang. Nhưng mà anh chỉ dừng lại cũng 28 trên 28 này nọ. Nhưng mà anh chỉ dừng lại cái chỗ á là chỉ có cái dòng hành hiệu quả thuộc tính, hiệu quả mang lại thôi. Chứ không có cái dòng, chỉ có hai dòng, không có cái dòng thuộc tính môn khách ha, cho nên là không có trang bị môn khách, mặc dù anh này là có trang bị đồng hành trên người. Tức là mình phải mang 4 đồng hành trên người nha. 4 đồng hành trên người mình phải có một, phải mang đồng hành Tần Thủy Hoàng ha, rồi trong cái gia viên của mình phải có môn khách Tần Thủy Hoàng nữa thì nó mới kích hoạt thuộc tính hộ chủ, tức là như vậy đó anh em ơi. Cho nên là bây giờ mình qua coi lại anh em sẽ thấy thực sự khác biệt giữa hai ông đồng hành khác nhau, như hai ông đó. Thì cái đồng hành của ông này thì mà ông trang bị hai thì nó có thêm cái dòng này nữa, tức là cái bây giờ một cái clip trọng tâm, cái clip này là mình sẽ nói về cái dòng này nè anh chị anh em ơi ha. Rồi thì qua coi cái thuộc tính tổ hợp, nói cái khác mình có thể coi cái thuộc tính tổ hợp của đó. Thì anh này đã kích hoạt nè, hiện tại là Võ Tắc Thiên nè ha, Hạng Vũ nè, Hoàng Nhan Hồng Liệt nè, với lại Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà ba ba đồng hành còn lại nó ghi cái chữ là không có trang bị đồng hành môn khách, cho nên là không có kích hoạt cái thuộc tính hộ chủ nè. Cái này thuộc tính hộ chủ, này thuộc tính cơ bản nè, cái này là thuộc tính tổ hợp ha. Còn cái dòng này nó ghi khi mà mình kích hoạt xong nó sẽ ghi hẳn cái luôn là mình có thuộc tính gì, thì thuộc tính này là nhanh nhẹn, tỷ lệ hiệu quả thuộc tính, tỷ lệ bạo kích cơ bản, tỷ lệ bạo kích cơ bản, đúng không? Tỷ lệ hiệu quả thuộc tính như tỷ lệ bạo kích cơ bản với liệm nhanh nhẹn, thì là cái hộ chủ này mình nó sẽ tăng cho mình. Thì về sau nó có thể nó sẽ ra thêm Võ Tắc Thiên, Hạng Vũ, Hoàng Nhan Hồng Liệt, với cơ chế cũng y cương tương tự như vậy luôn. Thì cứ hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế là mình kích hoạt cái hộ chủ của Tần Thủy Hoàng, đúng không? Thì Võ Tắc Thiên là chắc là Thủy Đế Hồi Sinh, còn Hạng Vũ chắc là danh tướng hay là danh tướng Liên Server gì đó, với lại còn cái Hoàng Nhan Hồng Liệt này là công hành chiến hoặc là công hành chiến Liên Server. Và tôi nghĩ nó mấy cái gì nó bật qua Liên Server được, tại vì Minh Chủ hiện tại Tần Thủy hiện tại đọc cái đồng hành quỷ gốc tử nó đã đặc trưng của Minh Chủ Liên Server, thì những cái này sau này nó cũng thành Liên Server hết. Thì Tần Thủy Hoàng, hình như Tần Thủy Hoàng đâu có Liên Server đâu ta, chắc là cái gì nó Liên Server được thì nó đặt Liên Server. Cái đó là ý kiến bản thân tôi thôi, còn anh chị em nghĩ sao, cái này không phải mình chém mà mình chỉ nêu ý kiến của mình thôi, anh chị em
Tạm thời vậy coi coi như nãy giờ tôi không nói gì đi ha. Ok, bây giờ mình tham khảo chi tiết cái chiêu đó. Thì cái chiêu ở cấp 28 trên 28 hiện tại á, thì cái thuộc tính hậu trụ của môn khách Tần Thủy Hoàng khi mà tổng tăng cho mình á, thì nó sẽ tăng cho mình 220 điểm nhanh nhẹn, 147 điểm tỷ lệ thuộc tính. Điểm tỷ lệ thuộc tính tức là mình sẽ tăng cái tỷ lệ mà mình gây lên thuộc tính cho đối phương, giống như là ví dụ giờ tôi chơi môn phái bá đao đi, thì khi mà tôi tăng cái điểm tỷ lệ thuộc tính này lên thì tôi sẽ tăng cái tỷ lệ mà gây bị thương cho đối phương nhiều hơn. Nếu mà gặp hệ quả đồ á, thì hệ kim mình chơi bá đao, mình hệ kim mình có khó làm cho hệ quả bị thương đó, thì mình tăng cái này mình có thể tăng được cái tỷ lệ cho hệ quả bị thương. Hoặc là hệ mộc thì hệ mộc nếu mà bơi, ví dụ mình chơi nhiều bá đao nhưng mà hoa sơn nó kháng được cái tỷ lệ thuộc tính nhiều quá, thì mình tăng cái này, tăng cái điểm này lên thì hoa sơn thì nó khỏi tăng, nó chắc chắn nó bị dính bị thương luôn. Tỷ lệ thuộc tính trong game mà nó như vậy. Còn cái điểm tỷ lệ bạo kích này, ủa tỷ lệ bạo kích có một cái sự xa xa gì đó, đợi tí nha anh em. Rõ ràng ở đây nó ghi là tỷ lệ bạo kích cơ bản là tới 6 chữ đó, không, tỷ lệ bạo kích cơ bản là bây giờ không biết chữ đi nữa là cũng đếm 1 2 3 4 5 6 có chữ, cái chữ này cái chữ cơ bản nè đó, tỷ lệ bạo kích cơ bản. Mới tự nhiên chạy vô soi hàng á, thì nó lại hiện là tỷ lệ bạo kích thôi, tỷ lệ bạo kích nè có 4 chữ không có 6 chữ. thì bây giờ là không biết là nó tăng cái tỷ lệ bạo kích cơ bản hay tỷ lệ bạo kích bình thường. Nếu mà tôi chỉ tăng cơ bản, à vô đồ giám coi thử, chắc chắn đồ giám sẽ ghi môn khách thuộc tính hộ chủ nhanh nhẹn tỷ lệ hiệu quả thuộc tính tỷ lệ bạo kích cơ bản, trong đây nó lại ghi tỷ lệ bạo kích cơ bản, nó chắc là lỗi dịch thuật mà tôi nghĩ là chắc cũng tăng cái tỷ lệ bạo kích cơ bản đó anh em ơi. Chứ mà tăng tỷ lệ bạo kích bình thường thì cái con đồng hành mình nó quá tầm thường rồi, chứ ai mua cái đó làm chi cho nó tốn tiền đúng không ha. Thì hiện tại là nó hiện ở trong đây thì hiện tỷ lệ bạo kích thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ tỷ lệ bạo kích cơ bản thì nó thích hợp hơn với cái số tiền mình bỏ ra cho cái kích hoạt đồng hành môn khách này ha. Thì bình thường thì khi mà mình maximum luôn, mình được cấp 29 trên 29, mình sẽ được, tôi nói luôn cái thuộc tính hiệu quả, cái hiệu quả bình thường, cái hiệu quả của đồng hành mang lại cho mình luôn nha. Là khi đồng hành xuất trận, tức là đồng hành mình mang theo trên người á, thì nó sẽ tăng cho mình là 22% sát thương cuối, 384 điểm lực tấn công, tức là tấn công thôi chứ không phải sức mạnh, điểm sức mạnh là khác luôn, là điểm tấn công thôi, với lại 760 điểm né tránh cơ bản. Bỏ qua né tránh, điểm bỏ qua 768 điểm bỏ qua né tránh. Là nó triệt tiêu, nó tăng cái sát thương cuối là nó phóng đại cái lực đam của mình lên, tăng lực tấn công và tăng cái lực tay của cho mình. Rồi bỏ qua né tránh là tăng cái lượng gọi là xuyên giáp, à, phải xuyên giáp, gọi là bỏ qua cái né tránh của đối phương là đối phương không thể né được cái chiêu của mình, tăng cái tỷ lệ mà đánh dính đối phương ha. Ở cái hậu chủ mang lại cho nó là maximum nó là 230 điểm nhanh nhẹn, à nhanh nhẹn là nó sẽ tăng cho mình cái né tránh của bản thân nhân vật của mình lên. Còn tỷ lệ thuộc tính thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ mà gọi là đánh gây hiệu ứng lên đối phương. 230 điểm tỷ lệ bạo kích này á, thì nãy cũng có nói rồi, thì chắc chắc là nó anh em cũng thấy là ở đây nó chỉ tỷ lệ bạo kích thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là nó sẽ tăng tỷ lệ bạo kích cơ bản. Thì tỷ lệ bạo kích là cái tỷ lệ mà gọi là đam bạo kích tăng lên, cho tăng cái khả năng mà đánh cái đam bạo kích lên cho đối phương ha. Thì bữa giờ đó là có nhiều bạn tới đây á, thì chắc là mình sẽ làm một cái clip kỳ kỳ chân cát để bàn luận về cái vấn đề này. Tức là bữa giờ có lên cấp luôn hả, đứng trên trên giờ lên cấp luôn, quá trời lửa mà không lên sao được. Ok, thì mình nghe sơ qua là có anh em họ bàn nhau, thì cái này là bữa mình cũng có anh em đã hỏi mình rồi, thì anh em mới nói là bây giờ giữa đồng hành một kinh kha, giữa đồng hành kinh kha và đồng hành độc Tần Hỷ Hoàng, thì khi mà tôi trang bị lên trang bị luôn môn khách kinh kha thì có hơn đồng hành Tần Hỷ Hoàng không? Câu trả lời của tôi là có. Nhưng mà tại vì thôi bây giờ đừng có để ý gì trên màn hình hết nha. Bây giờ là vấn đề là vậy đi. Mà anh em chỉ để ý cái màu xanh của mình thôi. Giữa đồng hành Tần Thủy Hoàng. Ở viết chữ xấu. Xấu cái gì mà xấu? Tần Thủy Hoàng với Kinh Kha đi.
Kinh Kalakaka, Tần Thủy Hoàng là TTH. Thì nói về cái chữ cái đó là Tần Thủy Hoàng nó có hai chữ T với một chữ H, còn Kinh Kha là có hai chữ K. Rồi nói chung là khi mà xét về là anh em thấy cái về số về cái chữ cái là đồng hành Tần Thủy Hoàng hơn chữ dân Kinh Kha chữ H cái gì tào lao bậy 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 phân tích nhầm rồi ha. Rồi đồng hành bình thường khi mà mình xuất trận đồng hành Tần Thủy Hoàng với lại đồng hành Kinh Kha thì khi mà bạn chỉ gọi là xuất trận bình thường thôi, mình thẳng thắn mình ghi chữ xuất trận đi ha, XT là xuất trận nha. Xuất trận bình thường thì tất nhiên là đồng hành Tần Thủy Hoàng là phải hơn Kinh Kha rồi, tại vì đồng hành Tần Thủy Hoàng là 3S mà Kinh Kha chỉ là 2S thôi. Nhưng mà khi mà bạn thêm cái hộ chủ vô thì tôi có hỏi nói với anh em á là bạn anh em hỏi bây giờ tôi không có khả năng tôi lên cái đồng hành Tần Thủy Hoàng này thì tôi lên đồng hành Kinh Kha, tôi mua đồng hành Kinh Kha, xóa đi cái dấu gạch xuống. À, tôi mua đồng hành Kinh Kha xong rồi tôi trang bị thêm một cái môn khách Kinh Kha luôn thì đồng hành Kinh Kha nó có hơn đồng hành Tần Thủy Hoàng không? Nếu mà tôi trang bị thêm môn khách Kinh Kha là tất nhiên hai hai cái này thì nó phải hơn một cái này rồi, anh chị em đồng ý với tôi không? Hai cái này hơn cái này. Còn bây giờ nếu mà anh bây giờ nó ra thêm cái vụ hộ đồng hành hộ chủ Tần Thủy Hoàng này thì hai cái này thì tất nhiên là nãy mình đã phân tích đó, nãy mình phân tích dẫn chơi dư chữ H á thì anh em cũng biết rồi đó, cái thằng 3S tất nhiên nó phải hơn cái thằng 2S rồi, cái thằng 2S mua có 6K vàng, cái thằng 3S mua tới 18K vàng thì anh em tự phân tích đi ha. Thì cái này mình chỉ nói vui thôi chứ mình không phân tích quá sâu, còn cái phân tích quá sâu mình sẽ làm cái clip kỳ chân cát để nói về cái chuyên sâu hơn đó là cái nào hả. Thì trọng tâm clip này là mình giới thiệu cho anh em cái chiêu hộ chủ, cái thuộc tính cái chiêu hộ chủ nó như thế nào, chi tiết nó làm sao thì mình cũng giới thiệu cho anh em coi nãy giờ hết trơn ha. Thì rồi, thì nếu mà bạn có góp ý hay là bạn có nhận xét gì về cái đồng hành môn khách Tần Thủy Hoàng này không? Hay là cái chiêu nó làm sao? Thì tôi về nhận xét là tôi thấy sơ qua tôi thấy nó viết sai ở cái chỗ là tỷ lệ bạo kích và cái bạo kích tỷ lệ bạo kích cơ bản với cái tỷ lệ bạo kích, nhưng mà ở trong đồ giám với lại khi mà xem bên thuộc tính hộ chủ á thì nó đều ghi là có 6 chữ là tỷ lệ bạo kích cơ bản, nhưng mà khi mà mình soi hàng trong cái chiêu á nó chỉ ghi 4 chữ thôi. À, thì cái vấn đề đó là chắc là lỗi dịch thuật, cỡ cái phiên bản sau hay là vài ngày sau bên đây nó sửa rồi mình sẽ thông báo cho anh em sau ha. Hoặc là bạn có góp ý gì với cái kênh của mình không, hay là cái cách nói chuyện của mình, cái cách nói chuyện của mình nó hơi xăm xăm nhưng mà chắc chắn là mấy bạn cũng đã hiểu được cái thông tin mình muốn truyền đạt cho anh chị em nói làm sao nữa ha. Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị anh chị em, tôi là chú tới từ kênh Jun Clip.